Mến chào quý vị. Bây giờ mình đang ở Roland Garros của Suzanne Langlands nha quý vị. Đây là trận đấu của Rybakina Elena xếp hạng thứ tư trên thế giới nha quý vị. Đánh với cô Kvitova. Mình không biết cái người kia nhưng mà Rybakina này thì là mình biết nha. Bây giờ mới lập phẩm nhà tour ở Roland Garros thôi quý vị. Và đây là cô Suzanne Langlands. Ở Roland Garros thì cô lớn nhất là Philippe Chatrier, xong rồi Suzanne Langlands, xong rồi cô Santham nha quý vị. Năm nay mình mua vé hạng nhất ở cô Suzanne Langlands để quay video cho dễ. Ở trên thế giới này đó có 4 trận đánh tennis lớn nhất thế giới, kêu là Grand Slam. Ở bên Pháp là Roland Garros, ở bên Anh Lê là tiếp theo là ở bên Anh Lê là Wimbledon, tiếp theo nữa là ở bên Mỹ kêu là Flushing Meadows, và ở bên Úc kêu là Open Austria. Thì Rybakina là cái người đánh tennis đang đứng trước mặt mình nè quý vị. Năm nào mình cũng đi coi hết tennis ở Roland Garros quý vị. Mình ở Paris từ sau 75 tới bây giờ cũng là gần 50 năm rồi. Khi đó mình còn là sinh viên mà mình đã được từng đi coi. 50 năm nay năm nào mình cũng đi Roland Garros hết đó quý vị nè. Gia đình mình cũng có những người con gái cũng đánh tennis competition, nhưng mà cái nghề này rất là lao lực nên mình không tiếp tục nữa cho con gái mình. Đó, mình quay ở Suzanne Langlands cái cua huyền thoại này cho mấy quý vị coi nha. Đây. À, quý vị thấy không? Rồi. Thôi bây giờ mình phải theo dõi trận đấu nha quý vị. Một lát nữa mình sẽ cho quý vị biết kết quả. Nhưng chắc chắn là Rybakina không thể thua được, nhưng mà khó nói lắm. Đây là phẩm nhai tour mà. Nhiều khi những người được xếp hạng đầu tennis vẫn thua những người xếp hạng 100 hơn 100 mấy chục đấy quý vị.